Tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Kalibab tuyên bố Tehran chắc chắn sẽ đáp trả cuộc không kích của Israel. Cơ quan quân sự Đài Loan cho biết Trung Quốc Đại lục đã tiến hành cuộc tuần tra chiến đấu gần hòn đảo. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr hôm qua đã lên án cuộc tấn công ngày 26 tháng 10 của Israel vào một số trung tâm quân sự Iran, Ông Kalibab tuyên bố rằng phản ứng của Iran đối với hành động mà ông gọi là xâm lược của Israel sẽ là chắc chắn và có tính toán. Phát biểu trước Quốc hội, ông Kalibab kêu gọi Mỹ đồng minh truyền thống của Israel hành động nhằm buộc Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban, nơi cuộc chiến giữa Israel tiến hành đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Liên quan đến vụ Israel tấn công Iran, ông Kalibab cho biết Iran có quyền tự vệ trong khuôn khổ quyền phòng vệ hợp pháp và theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Sau khi khẳng định tính hợp pháp, ông Kalibab nhấn mạnh, phản ứng đối với hành động xâm lược sẽ là chắc chắn và có tính toán. Ông Kalibab đồng thời ca ngợi sức mạnh răng đe quân sự. Ông nói sự canh giác của các chiến binh tận tụy trong các sư đoàn phòng không của quân đội Iran và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo đã chứng minh rằng họ có sức mạnh áp đảo trước Israel trong bất kỳ cuộc đối đầu nào. Nhà lập pháp hàng đầu của Iran cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các nước láng giềng vì đã lên án các hành động phi pháp của Israel, Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì sự ổn định, hòa bình và an ninh trong khu vực là trách nhiệm mỗi nước và của tập thể của các quốc gia ở Tây Á. Theo ông, điều đó chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác và cam kết thực tế của tất cả các bên. Bộ ngoại giao Liban hôm qua cho biết họ đã gửi đơn cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để khiếu nại hành động xâm lược của Israel đối với Liban và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động có trách nhiệm hơn trong việc buộc Israel ngừng bắn trong một tuyên bố, bộ ngoại giao Liban cho biết trong đơn khiếu này, cơ quan này đã đề nghị hội đồng bảo an lên án cuộc xâm lược lãnh thổ của Israel, cũng như các cuộc tấn công liên tục và lan rộng vào ông ninh và sự an toàn của người dân Liban. tuyên bố nói thêm, Liban muốn thực hiện ngay nghị quyết 1701 để chấm dứt các hành động thù địch và đưa quân đội Israel ra khỏi lãnh thổ Liban. tuyên bố đồng thời nhấn mạnh trong đơn khiếu này, Liban tuyên bố rằng Israel luôn phớt lờ tính hợp pháp quốc tế và không tôn trọng các quyết định do các cơ quan của Liên Hợp Quốc ban hành và rằng họ không tuân thủ luật pháp quốc tế hoặc luật nhân đạo quốc tế, trốn tránh trách nhiệm. Trong khi đó, quân đội Israel hôm qua đã mở rộng lệnh di dời cận bức tại Liban, yêu cầu người dân ở 14 thị trấn và làng mạc ở phía nam Liban phải sơ tán ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Abrahi tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X rằng các thành phần, cơ sở hoặc vũ khí của Hezbollah đang ở gần đó và cư dân phải di chuyển về phía bắc sông Awali. Hôm qua, ít nhất 6 người định cư Israel đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc xe tải đâm vào xe buýt gần căn cứ Gilead của lực lượng phòng vệ Israel IDF nằm ở phía bắc thành phố Tel Aviv của Israel. Trang tin Press TV của Iran dẫn tuyên bố của cơ quan ứng phó khẩn cấp Israel cho biết vào 10 giờ 8 phút, chúng tôi đã ghi nhận một báo cáo về việc một chiếc xe tải đâm vào một xe buýt tại đại lộ Abron Jarif ở Ramat Hasaron. Một báo cáo từ các cơ quan chỉ ra hơn 50 người đã bị thương trong vụ việc, trong đó có 20 người là quân nhân và 10 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo cảnh sát, chiếc xe tải đã lao vào chiếc xe buýt đang dừng để trả khách bên ngoài căn cứ Giliot cảnh sát cho biết thêm, tài xế đã bị những người dân có vũ trang trong khu vực vô hiệu hóa khi đang cố thực hiện một vụ tấn công bằng dao sau khi xuống xe. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ tấn công. Tại đây ông cho biết dự định trục xuất các thành viên trong gia đình của người thực hiện vụ tấn công. Thưa quý vị khán giả, chiến tranh luôn mang đến những nỗi đau và nỗi đau của những người di cư Gaza đến Syri đã nhân lên gấp bội khi họ phải xa quê hương, xa người thân và chỉ biết nóng lòng chờ tin tức từ quê nhà, chứ không thể làm gì khác. Ở khu vực Abrin, Bắc Syri, có một cộng đồng người Gaza nhỏ sống ở đây đã lâu. Họ tụ tập hàng ngày trong những chiếc lều tạm để xem tin tức về xung đột ở quê nhà. Mỗi dòng tin là một lời nhắc nhở về những đau đớn mà người thân của họ ở quê nhà đang chịu đựng Ông Muhammad Hamdan đã không gặp gia đình mình trong 14 năm. Chúng tôi mất liên lạc vì chiến tranh, mỗi ngày lại mang đến một bi kịch mới. Nỗi đau của người dân Gaza cũng là nỗi đau của chúng tôi. Chúng tôi ở Bắc Syria, nhưng trái tim của chúng tôi ở Gaza. Năm 2010, ông Muhammad cùng gia đình từ Gaza đến Syria thăm người thân ở Damas. Sau đó, vợ và con trở về. Ông ở lại và bị mắc kẹt do chiến tranh ở Syria hiện đang sống trong một chiếc lều nhỏ ở khu vực Aprin. Ông vượt qua nỗi nhớ quê, nhớ gia đình, nhờ tin nhắn WhatsApp và các bức ảnh cũ, bám víu vào hy vọng một ngày nào đó sẽ đoàn tụ. Gần giống ông Muhammad, ông Abu Hassan al palestini cho biết, Chúng tôi theo dõi các sự kiện tại Gaza hàng ngày. Nhiều người trong chúng tôi giao tiếp qua mạng xã hội và chúng tôi cảm nhận nỗi đau của quê hương Palestine. Trong các trại tạm, cuộc sống hàng ngày của người di cư Gaza tại Afrin được định nghĩa bằng sự chờ đợi, chờ đợi một cuộc gọi, chờ đợi một tin nhắn hoặc một dấu hiệu hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi hy vọng ngày càng mỏng manh, nỗi đau ngày càng chất chứa. Bà Zaila Hamdan Atla, một người di cư từ Gaza, cho biết Chúng tôi không thể chịu đựng được việc xem tin tức nữa. Tôi thấy những đứa trẻ đang phải chịu đựng và tôi đau lòng mỗi khi nhìn thấy Gaza. Tôi cảm thấy như một phần của mình đang bị xé nát đối với cộng đồng người Gaza di tản ở Syria, cuộc sống thực sự là khó chồng khó và chưa biết khi nào khó khăn mới dừng lại, khi mà khói lửa chiến tranh vẫn hàng ngày lăn khắp quê nhà. Cơ quan quân sự Đài Loan Trung Quốc hôm qua cho biết Trung Quốc đại lục đã tiến hành một cuộc tuần tra chiến đấu gần hòn đảo sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ đối phó với thỏa thuận Mỹ bán vũ khí giá trị 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Cơ quan quân sự Đài Loan cho biết, hôm qua, hòn đảo đã phát hiện 19 máy bay quân sự của Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu Su-30, thực hiện một cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung cùng với tàu chiến Trung Quốc. Đài Bắc cho biết, máy bay Trung Quốc đã bay qua phía Bắc, Trung, Tây Nam và Đông Đài Loan. Quân đội Đài Loan cho biết, họ theo dõi tình hình chặt chẽ, Động thái của Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bằng gói vũ khí trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, bao gồm hệ thống tên lửa, đất đối không và radar tiên tiến. Thỏa thuận hiện đang chờ nhận được sự đồng ý của Quốc hội Mỹ. Trong một tuyên bố phản ứng về thỏa thuận, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết, trước những đe dọa của Trung Quốc, Đài Loan có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ và sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm tự vệ. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo đã bắn hạ 51 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại nhiều khu vực, bao gồm cả vùng gần biên giới. Theo thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay 18 UAV bị đánh chặn tại vùng Tambov, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km và 16 chiếc xe khác bị bắn hạ gần thành phố biên giới Belgorod. Số UAV còn lại bị tiêu diệt tại nhiều khu vực khác, một chiếc bị đánh chặn ở tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ từ tháng 8 và hiện kiểm soát vài trăm km vuông lãnh thổ Nga. Nga đã nhiều lần công bố việc phá hủy UAV từ Ukraine. Kiev khẳng định các cuộc tấn công này thường nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là để đáp trả các đợt oanh tạc của Nga vào lãnh thổ Ukraine Liên quan đến khả năng Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố sẽ đưa một loạt phản ứng nếu Mỹ và các đồng minh NATO cho phép Ukraine làm như vậy. Tổng thống Putin cho biết hiện còn sớm để nói chính xác về cách thức, thời điểm và địa điểm Nga sẽ đáp trả, nhưng Moscow sẽ có phản ứng tương ứng nếu các cuộc tấn công tầm xa được cho phép. Theo ông Putin, chỉ nhân sự từ các nước NATO mới có thể vận hành các thiết bị cụ thể mà Ukraine muốn gồm tên lửa ATA CMS, tầm xa của Mỹ và Storm Shadow của Anh vì Kiev không có các chuyên gia cần thiết. Chủ tịch Quốc hội Georgia Sanva Papuashvili hôm qua xác nhận đảng cầm quyền giấc mơ Rusia đã giành được 90 trong số 150 ghế sau hơn 99% phiếu bầu từ các điểm bỏ phiếu đã được kiểm trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Ông Papuasvili viết trên X, sau khi kiểm hơn 99% số phiếu bầu, đảng giấc mơ Georgia giành được 54%, hoặc giành được tới 90 ghế trong quốc hội gồm 150 ghế, dẫn trước 44% so với đối thủ gần nhất. Trước đó cùng ngày, Ủy ban bầu cử Trung ương Georgia cho biết với số phiếu bầu từ 99% các điểm bỏ phiếu được kiểm, đảng cầm quyền giấc mơ Georgia giành được 54,2% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 26 tháng 10, trong khi phe đối lập nhận được khoảng 37%. Người dân tại 51 thành phố của Brazil hôm qua đã đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử nhằm chọn ra thị trưởng và phó thị trưởng thành phố. Theo kết quả thăm dò, ứng cử viên các đảng cánh hữu và trung hữu sẽ giành chiến thắng tại hầu hết các thành phố. Vòng 2 cuộc bầu cử diễn ra tại các thành phố không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 6 tháng 10. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương và sẽ đóng vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Một trong các địa điểm bầu cử đáng chú ý trong vòng này là thành phố Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil. Tại đây, thị trưởng đương nhiệm Ricardo Nunes, theo đảng Tự do Cánh hữu, được dự đoán sẽ đánh bại đối thủ cánh tả Guilherme Bolos. Trong khi đó, đảng công nhân cánh tả của Tổng thống Lula da Silva đang gặp khó khăn tại nhiều nơi. Tại khu vực Đông Bắc Brazil, nơi cử tri có truyền thống ủng hộ đảng công nhân cánh tả, đảng này đã phải trải qua cuộc đua sát nút với đảng Tự do.